giờ chúng ta sẽ gặp gỡ hai người rất là quen thuộc với các đội, đó là bạn Từ Mẫn, Quốc Thuận, ca sĩ Phương Thanh. Buổi trưa nay Quốc Thuận đang suy nghĩ điều gì? Tôi đang suy nghĩ rằng là nếu như ngày hôm nay mà đội của mình chiến thắng thì sẽ dùng số tiền đó đi đâu? Có thể là đi gội đầu, mua một cái chai mousse để về thoa cái đầu để cho nó láng hơn. Còn Phương Thanh, trời ơi, sao mà nút thì tao cài tùm lum hết vậy nè. Em muốn cài đâu, em cài đó. Trời ơi, thấy không, ở dưới kìa, ở dưới vỗ tay đúng không? Chứ đâu có như ai kia tới ngày xám với đen hà. Đó là tông, tông xưa tông. À, vỗ tay nào. Thôi, thôi. Em làm gì bắt tao vỗ tay rồi. Bây giờ về ghế ngồi chuẩn bị chiến thuật đi. Chúng ta nào, bắt đầu thi đấu. Kình nhau đi. Xin mời. Không có kình, tôi không có nói gì với anh hết. Hôm nay tôi màu vàng màu hồng mà tôi không nói gì với anh. Tôi biết rồi, màu vàng để trấn tôi như vậy. Tôi không có trấn mà tại vì số nào tôi cũng ăn anh hết. Quý vị biết không, hai người này ngoài đời là bạn thân với nhau nhưng mà thân ai nấy lo á. Vô đây cãi với nhau hoài à. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ đội chơi đầu tiên của ban Tư Vấn Quốc Thuận, đó chính là ai? Là anh Tú và Sĩ Thanh. Em chào anh. À, chào hai bạn. Em chào anh chị. À, chào hai em về với đội anh. Nói chung là những người đẹp thường hay gặp nhau lắm các bạn à. Em hơi buồn. Hơi buồn sao vậy? Tại em nghĩ em trên lượt đội của chị Thanh. Thôi đi về, đi về. Chúc mừng Thuận. Lần đầu tiên mà có một thành viên mà nó từ huấn luyện viên rồi đó. À, chị Thanh, anh Tú nè, ở ngoài đời hai bạn thân nhau như thế nào? Dạ thân ai lấy lo. Dạ. Có hợp ý nhau vậy gì không? Dạ mỗi người một ý. Bây giờ ta sẽ chào đón đội đối thủ các bạn. Đối thủ của anh Tú và chị Thanh là ai thưa quý vị? Đó là hai người trẻ trung sinh động, đẹp trai xinh gái, một ca sĩ, một MC, không mà cũng hai ca sĩ cũng được, người dẫn chương trình cũng được. Đó chính là ai? Đó chính là Trương Quốc Bảo và Đàm Phương Linh. Ngoài đời hai bạn có thân với nhau không? Cũng quen anh. Dạ. Quen đúng không? Còn dạ, chưa thân đúng không? Chưa thân lắm nhưng mà được cái tụi em có rất là nhiều điểm chung, như là bằng tuổi nè, chiều cao cũng gần gần như nhau nè, rồi cái nhiều sở thích như nhau là ăn uống nè, thích cái đẹp nè, rồi mê tiền. Tôi mới tham gia chương trình ngày hôm nay. Mê tiền có được á. Hỏi ra trong đây nếu mà mê tiền thì mình sẽ cố gắng, mình có nhiều tiền thiệt là nhiều luôn á. Chào đón nhau đi. Thi tốt. Chúc thi tốt. Bây giờ mình có thử thách gì không? Thách đố nhau gì không? Thách đố đi. À bây em thách đố bạn. Đố các cậu nhá. Các cậu. Rồi à. Cái gì chơi càng chơi càng ra nước. Cái gì càng chơi càng ra nước cậu à? Ừ đấy. Đấy. Câu trả lời đi. Okay. Chơi thể thao. Sai. Chơi thể thao càng chơi càng ra mồ hôi nè. Cậu nói đi kìa cậu. Là mình chơi cờ. Càng chơi mình càng ra nước. Đổ lại, đổ lại. Anh ơi, mình tới chương trình này là trí lực sánh đôi mấy bạn mới đối trí với tụi em rồi. Bây giờ mình lực đi. À lực đi, ừ. Cho các bạn lực đi. Ừ. Bây giờ mình thách anh Tú mà hít đất 5 cái với tư thế là Sĩ Thanh ngồi trên lưng nè. Dễ quá đúng không Tú? Thôi thôi, rồi nằm xuống đi, nằm xuống đi, nằm xuống đi. Rồi Sĩ Thanh ngồi lưng đi Sĩ Thanh. Trời ơi mọi người thấy vậy chứ Tú chuột không á. Ngồi như ngồi xe đạp mới đúng. Cái rồi đó. Quá hợp với Sĩ Thanh rồi, Sĩ Thanh toàn thích mấy anh xấu múi không à. Tú không có múi nào hết. Rồi, bắt đầu. 1 yeah. 2 yeah. 3 yeah. 4 yeah. Tú ơi một cái nữa thôi Tú ơi. Không phải tại giày em trơn. Thách như vậy mới thách chứ. Ai như vậy là đủ rồi. Như vậy mỗi bên thách trí và thách lực rồi. Chúng ta sẽ đến với các vòng chơi rất là vui quý vị. Một tràng pháo tay để chào đón hai đội trong ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ
Nghỉ giải lao một vài phút rồi mình tập trung mình chơi sau quý vị nhá.